Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị triển khai việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các lực lượng tham gia kỳ thi. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã thực hiện bàn giao bộ kit xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho các trung tâm y tế quận huyện để tổ chức xét nghiệm, đảm bảo theo số lượng được đề xuất, hướng dẫn kiểm tra giám sát chuyên môn, nghiệp vụ việc kiểm tra xét nghiệm tại các quận huyện. Vâng, thưa quý vị, sáng mai ngày 12 tháng 6 thì hơn 93.000 sĩ tử của Hà Nội sẽ chính thức tham gia vào kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập. Kỳ thi luôn được coi là căng thẳng nhất tại thủ đô và lại càng nóng hơn khi mà năm nay nó diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Để hạ nhiệt cho các thí sinh và các bậc phụ huynh, trong những ngày qua thì liên tiếp những kế hoạch chuẩn bị và giải pháp thích ứng đã được thành phố Hà Nội và ngành giáo dục triển khai. Đến thời điểm này thì tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ vượt vũ môn đặc biệt. Một thay đổi lớn của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội. Đánh dấu khoanh tròn vào một cái tờ phiếu báo dự thi mẫu ở phía dưới. Thay vì đến điểm thi, thì các thí sinh sẽ ngồi tại nhà để nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến quy chế thi. Đến việc khai báo y tế nhé. Con cảm thấy một phần nào đỡ bị lo lắng và áp lực vì cô là người thân quen với mình. Có chỗ nào chưa hiểu thì con có thể thoải mái trao đổi. Nhiệm vụ mới, thách thức mới. Mỗi nhà trường buộc phải nỗ lực để xây dựng phương thức phổ biến, sinh động, dễ hiểu. Rà soát lại tất cả các cái công việc cho ngày hôm nay từ các cái nội dung sẽ được trình chiếu, hướng dẫn cho các con để làm sao đó thì các con được tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ nhất. Thời điểm nước rút, công tác phòng dịch cũng đã hoàn tất. Các điểm thi trên toàn thành phố đã được phun khử khuẩn và trang bị đầy đủ vật tư, y tế. Về nước sát khuẩn tay, chuẩn bị cái mã QR hoặc là tờ khai y tế để cho cán bộ giáo viên rồi học sinh đến điểm thi, nếu chưa khai báo thì cháu sẽ thực hiện khai báo tại điểm thi. Rút ra bài học kinh nghiệm sau tập dượt, tại điểm thi trường trung học cơ sở Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, hội đồng thi đã quyết định sử dụng trường tiểu học cùng phường để làm khu vực để xe và không gian chờ đợi cho phụ huynh. Phân công cụ thể từng đồng chí một sẽ đón tiếp phụ huynh, hướng dẫn các bác vào ngồi để chờ các con học sinh, đảm bảo có đầy đủ quạt mát cũng như là nước uống cũng như các cái điều kiện các bác cần thiết. Thực hiện nhiệm vụ kép vừa tuyển sinh vừa phòng dịch. Đến thời điểm này, toàn hệ thống chính trị cho đến từng nhà trường, từng gia đình đều đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho các thí sinh. Các cán bộ coi thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và được phổ biến tất cả các cái văn bản về quy chế thi, về phòng chống dịch. Chúng tôi sẽ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh đảm bảo an toàn và nghiêm túc nhất cho học sinh. Vượt vũ môn giữa mùa dịch, vì thế không chỉ là nhiệm vụ của các sĩ tử, mà còn là thử thách của cả thành phố. Thành công của kỳ thi này chính là thước đo sự thích ứng của ngành giáo dục thủ đô trong bối cảnh dịch bệnh, đồng thời cũng được kỳ vọng là căn cứ đáng tin cậy để Hà Nội quyết định sớm trở lại nhịp sống bình thường hay không.